Chào mừng các bạn đến với môn học lý thuyết vi xử lý chương 6 timer counter sử dụng viên điều khiển BIS 16F887. Phần này sẽ giải bài kiểm tra chương 6. Bài số 2. Yêu cầu của bài như sau: dùng BIS 16F887 nhận xung ngoại đưa đến timer T1 giao tiếp với LCD 20x4. Phím HSC chọn hệ số chia 1 hoặc 2, hoặc 4, hoặc 8. Phím GHD chọn giới hạn đếm 30, hoặc 35, hoặc 40, hoặc 45. Phím Restart cho phép timer 1 đếm hoặc ngừng đếm. Khi đếm bằng giới hạn cộng 1 thì quay về 1 đếm tiếp. Chế độ mặc nhiên của timer T1 là ngừng đếm, hiển thị trạng thái 2 chấm Stop. Khi nhấn phím Restart thì cho phép đếm, hiển thị trạng thái run. Nhấn lần 2 thì chuyển trở lại trạng thái stop. Hệ số chia mặc nhiên là 1, hiển thị hệ số chia 2.1. Khi nhấn phím HSC thì chọn hệ số chia tiếp theo và cập nhật trên LCD. Giới hạn đếm mặc nhiên là 30, hiển thị giới hạn đếm 2.30. Khi nhấn phím GHD thì chọn giới hạn tiếp theo. Giá trị đếm hiển thị giá trị đếm 2.0. Yêu cầu: hãy vẽ mạch, vẽ lưu đồ và viết chương trình thực hiện các yêu cầu trên. Trình tự thực hiện bài này gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là vẽ sơ đồ mạch, bước thứ hai là vẽ lưu đồ, bước thứ ba là viết chương trình, bước thứ tư là biên dịch và nạp file head vào vi điều khiển, bước thứ năm quan sát kết quả. Và bây giờ ta sẽ đi vào bước thứ nhất, tiến hành vẽ sơ đồ mạch. Theo yêu cầu của đề bài thì hệ thống sử dụng vi điều khiển BIS 16F887 đếm xung ngoại. Xung ngoại được đưa đến ngõ vào T1 CKI chính là port RC0 thông qua switch. Giao tiếp với LCD 20x4 sử dụng 2 port là 3 bit của port E và 8 bit của port D. Đây là nút nhấn có tên HSC dùng để chọn hệ số chia nối với port RB0. Đây là nút nhấn có tên là GHD dùng để chọn giới hạn đếm được nối với port RB1. Đây là nút nhấn Run Stop được nối với port RB2 của vi điều khiển BIS 16F887. Đây là đèn LED được nối với port ngõ ra là RC1 để báo hiệu trạng thái Stop và trạng thái Run. Còn đây là đèn LED dùng để báo hiệu nguồn xung cơ lốc. Khi có một xung cơ lốc đưa vào timer 1 để đếm thì đèn LED này sẽ chớp tắt. Như vậy, bước thứ nhất tiến hành vẽ sơ đồ mạch đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ hai. Bước thứ hai tiến hành vẽ lưu đồ, gồm có lưu đồ cho chương trình chính và lưu đồ cho các chương trình con. Ta tiến hành giải thích lưu đồ. Đầu tiên là cấu hình khởi tạo board, khởi tạo counter T1 đếm xung ngoại, khởi tạo LCD, khai báo các biến, tiến hành hiển thị các chuỗi trên LCD, rồi gọi hàm phím chọn giới hạn đếm, gọi hàm phím chọn hệ số chia, gọi hàm phím run stop timer 1, gọi hàm đọc giá trị của timer T1 đem đi hiển thị, so sánh giới hạn rồi quay trở lại và lặp lại. Trong chương trình chính có gọi 4 hàm con và đây chính là lưu đồ của hàm con phím run stop. Khi hàm con này được gọi thì nó sẽ tiến hành kiểm tra xem có nhấn phím run hay không. Nếu không nhấn thì thoát, còn nếu có nhấn thì tiến hành chống dội cho phím run. Sau khi chống dội xong thì kiểm tra timer T1 có phải là đang ngừng đếm hay không. Và ban đầu thì timer 1 đang ngừng đếm cho nên lưu đồ sẽ đi theo nhánh đúng. Tiến hành cho timer 1 run, tức là bắt đầu đếm, cho đèn báo hiệu sáng và hiển thị chuỗi run trên LCD. Rồi trở về lại chương trình chính. Như vậy sau khi cho timer T1 đếm, nó sẽ trở lại chương trình chính và chương trình chính tiếp tục thực hiện các công việc này và nó có gọi lại hàm phím run stop timer 1 này. Nếu chúng ta nhấn phím run stop thêm một lần nữa thì sau khi chống dội xong sẽ tiến hành kiểm tra timer T1 có phải là đang ngừng đếm hay không. Ở lần trước ta đã cho timer T1 đếm cho nên điều kiện này sẽ sai, lưu đồ sẽ đi theo nhánh sai.
tiến hành cho timer T1 chuyển sang trạng thái stop, tắt đèn báo hiệu và hiển thị chuỗi stop thay cho chuỗi run trên LCD, rồi trở về lại chương trình chính. Như vậy, lưu đồ cho phím run stop đã được giải thích cả hai trường hợp, từ trạng thái stop sang trạng thái run, rồi sau đó chuyển từ trạng thái run sang trạng thái stop. Tiếp theo là lưu đồ khởi tạo LCD và lưu đồ giải mã hiển thị 3 số trên LCD có xóa vô nghĩa. Hai lưu đồ này đã giải thích ở các video trước cho nên chúng ta bỏ qua. Và bây giờ ta sang bước thứ 3. Bước thứ 3 tiến hành viết chương trình. Hàng đầu tiên là khai báo thư viện 16F887.C. Hàng thứ hai là khai báo thư viện LCD 20x4. Hàng thứ ba là định nghĩa button HSC là lệnh đọc ngõ vào RB0. Tiếp theo là định nghĩa button GHD là lệnh đọc ngõ vào RB1. Tiếp theo là định nghĩa button run là lệnh đọc ngõ vào RB2. Tiếp theo là khai báo 4 mảng có tên là hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Mỗi mảng chứa 20 ký tự. Đây là các chuỗi cố định để hiển thị trên LCD. 4 mảng này kiểu ký tự, không dấu hằng số. Tiếp theo là định nghĩa T1 external BHU có giá trị là 6. Trong thư viện có định nghĩa T1 external có giá trị là 7, nhưng không sử dụng định nghĩa này. Trước khi tiếp tục chương trình thì phần này nhắc lại các tham số của timer T1 mà phần mềm BC đã định nghĩa. Trong các tham số này thì chúng ta thấy có tham số T1 external bằng 7 và ta không sử dụng tham số này. Lý do tại sao? Với hằng số 7 thì nó làm cho bit T1 synchronous bằng 1, bit timer 1 CS bằng 1 và bit timer 1 on bằng 1. Có nghĩa là khi chúng ta khởi tạo với tham số này thì timer 1 đã bắt đầu đếm hay hoạt động. Còn với định nghĩa này thì bit timer 1 on đang bằng 0, có nghĩa là khi khởi tạo timer 1 với hằng số này thì timer 1 này vẫn chưa on. Tiếp theo là khai báo mảng giới hạn đếm có 4 phần thử 30, 35, 40, 45 theo đúng yêu cầu của đề bài, kiểu số nguyên, không dấu hằng số. Tiếp theo là khai báo mảng hệ số chia có 4 phần tử T1 deep by 1, T1 deep by 2, T1 deep by 4, T1 deep by 8 của timer T1, kiểu số nguyên, không dấu hằng số. Tiếp theo là khai báo mảng hệ số chia dùng để hiển thị có 4 phần tử 1, 2, 4, 8 để hiển thị trên LCD, kiểu số nguyên, không dấu hằng số. Tiếp theo là khai báo các biến kiểu số nguyên, không dấu, gồm có biến y, biến T1, biến T1 tạm gắn bằng 8, mã trăm, mã chục, mã đơn vị, thứ tự, hệ số chia, hệ số chia, hệ số chia hiển thị, thứ tự, giới hạn đếm và giới hạn đếm. Tiếp theo là khai báo biến 1 bit có tên là T1 run stop và gắn cho nó bằng 0. Bit T1 run stop này chính là bit điều khiển timer 1 on hay off. Khi nó bằng 0 thì nó làm cho bit timer 1 on bằng 0, khi đó timer 1 sẽ ngừng đếm. Và khi chúng ta làm cho bit này bằng 1 và sau khi khởi tạo xong thì nó sẽ làm cho bit timer 1 on bằng 1 và khi đó timer 1 sẽ đếm khi có xung. Tiếp theo là chương trình con giải mã hiển thị LCD có xóa vô nghĩa. Khi gọi chương trình con này thì ta trao cho nó 3 tham số. Tham số thứ nhất là X dùng để xác định hàng của LCD. Tham số thứ hai là Y dùng để xác định vị trí của hàng X. Và tham số thứ ba là giá trị cần hiển thị. 3 lệnh đầu tiên nó sẽ tách giá trị hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của biến giá trị rồi chuyển thành mã ASCII, gắn cho 3 mã tương ứng là mã trăm, mã chục, mã đơn vị. Lệnh if tiếp theo sẽ tiến hành xóa vô nghĩa của hàng trăm và hàng chục nếu chúng vô nghĩa. Tiếp theo là phần hiển thị,
lệnh đầu tiên tiến hành khởi tạo LCD tại hàng X vị trí Y, và 3 lệnh tiếp theo sẽ gửi mã trăm, mã chục, mã đơn vị ra hiển thị tại hàng X và cột Y trên LCD. Tiếp theo là hàm con có tên khởi tạo timer T1 hiển thị hệ số chia. Khi gọi hàm này thì ta trao cho nó hệ số chia cần hiển thị. Lệnh đầu tiên là setup timer 1 T1 external BHU O với hệ số chia và O với bit T1 run stop. Lệnh thứ hai là LCD common red line 1 cộng với 8. Lệnh này sẽ khởi tạo địa chỉ tại hàng 1 vị trí thứ 8. Và lệnh thứ 3, LCD data hệ số chia cộng với 0x30 dùng để hiển thị hệ số chia tại vị trí thứ 8 của hàng 1 trên LCD. Tiếp theo là chương trình con phím chọn hệ số chia. Lệnh tiếp đầu tiên kiểm tra button hệ số chia xem có bằng 0 hay không. Nếu điều kiện này sai thì lệnh tiếp này sẽ kết thúc, chương trình con này kết thúc. Còn nếu điều kiện này đúng là ta đã có nhấn phím chọn hệ số chia, tiến hành delay 20 mili giây để chống dội, rồi kiểm tra lại một lần nữa, và nếu còn nhấn thì điều kiện này sẽ đúng và các lệnh trong cặp dấu ngoặc này sẽ được thực thi. Lệnh tiếp đầu tiên tiến hành kiểm tra thứ tự hệ số chia xem có bằng 3 hay không. Nếu đúng bằng 3 thì cho thứ tự hệ số chia bằng 0. Ngược lại, nếu điều kiện này không đúng thì tăng thứ tự hệ số chia lên 1. Lệnh tiếp theo tiến hành lấy phần tử tương ứng với thứ tự hệ số chia của mảng hệ số chia gắn cho biến hệ số chia. Đây là mảng hệ số chia có 4 phần tử mà chúng ta đã khai báo ở phần đầu chương trình. Trong mảng này có 4 phần tử T1, DIP, BY1, BY2, BY4 và BY8. Nếu thứ tự hệ số chia bằng 0 thì nó sẽ gắn T1, DIP, BY1 cho hệ số chia. Nếu thứ tự hệ số chia bằng 1 thì nó sẽ gắn T1, DIP, BY2 cho hệ số chia. Tương tự, nếu thứ tự hệ số chia bằng 2, bằng 3 thì nó sẽ gắn hệ số chia 4, chia 8 cho hệ số chia. Lệnh tiếp theo là gọi hàm khởi tạo timer 1 hiển thị hệ số chia và trao cho hàm này tham số, chính là một phần tử của mảng hệ số chia hiển thị. Mảng này chúng ta đã khai báo ở phần đầu chương trình. Tùy thuộc vào thứ tự hệ số chia, nếu thứ tự hệ số chia bằng 0 thì nó sẽ trao con số 1 tương ứng với hệ số chia bằng 1. Nếu thứ tự hệ số chia bằng 1 thì nó sẽ trao con số 2 tương ứng với hệ số chia là 2. Nếu thứ tự hệ số chia là 2 thì nó sẽ lấy phần tử là 4 tương ứng với hệ số chia của timer 1 là 4. Nếu thứ tự hệ số chia là 3 thì nó sẽ lấy con số 8 tương ứng với hệ số chia bằng 8. Và chương trình con này chúng ta đã giải thích, và khi chương trình con này được gọi thì nó sẽ tiến hành khởi tạo timer 1 với tham số T1 external BHU và hệ số chia chúng ta mới vừa thay đổi cùng với biến T1 run stop, rồi sau đó hiển thị hệ số chia. Trở lại chương trình này, lệnh tiếp theo là while button hệ số chia bằng bằng 0. Lệnh này chờ nhả phím. Nếu chúng ta chưa nhả phím thì lệnh này tiếp tục được thực thi cho đến khi ta nhả phím chọn hệ số chia thì lệnh này sẽ kết thúc và chương trình con này sẽ kết thúc. Tiếp theo là chương trình con phím run stop timer T1. Khi chương trình con này được gọi, nó sẽ tiến hành kiểm tra lúc nhấn button run xem có bằng 0 hay không. Nếu đúng là bằng 0 thì tiến hành delay 20 mili giây để chống dội. Sau đó kiểm tra thêm một lần nữa và nếu còn nhấn thì các lệnh trong cặp dấu ngoặc này sẽ được thực thi. Lệnh tiếp đầu tiên tiến hành kiểm tra biến T1 run stop xem có bằng 0 hay không. Ban đầu ta sẽ cho nó bằng 0 cho nên điều kiện này sẽ đúng. Tiến hành thực hiện các lệnh trong cặp dấu ngoặc này gồm có 4 lệnh. Lệnh thứ nhất là gắn T1 run stop bằng 1. Lệnh thứ hai là output 2 pin C1 để cho đèn LED sáng báo hiệu là timer 1 bắt đầu run. LCD common red line 2 cộng 4 khởi tạo địa chỉ hàng 2 vị trí thứ 4, rồi sau đó hiển thị chuỗi run ra trên LCD để báo hiệu. Khi điều kiện này đúng, lệnh if này đã được thực thi
thì nhánh L còn lại sẽ không được thực hiện. Và lệnh tiếp theo là setup timer 1 T1 external BHU O với hệ số chia O với T1 run stop. Lệnh này sẽ tiến hành khởi tạo timer 1 đếm xung ngoại với hệ số chia đã thiết lập, và bit mới thay đổi chính là T1 run stop bằng 1. Đến đây thì timer 1 bắt đầu đếm. Và timer 1 chỉ đếm khi có xung ngoại đưa đến. Lệnh tiếp theo là while button run bằng 0. Lệnh này chờ nhả phím button run, và khi nhả phím thì chương trình con này sẽ kết thúc trở lại chương trình chính. Còn nếu chúng ta chưa nhả phím này thì nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh while này. Sau khi trở lại chương trình chính thì chương trình chính sẽ tiến hành thực hiện lại các hàm trong vòng lặp while true, và chương trình con này sẽ được gọi lại. Nếu ta có nhấn phím run stop thêm một lần nữa thì sau khi chống dọi xong, lệnh if này sẽ tiến hành kiểm tra biến T1 run stop xem có bằng 0 hay không. Trước đó ta đã gán cho nó bằng 1, cho nên điều kiện này bây giờ sẽ sai. Lệnh if này sẽ không thực hiện mà nó sẽ thực hiện nhánh L. Gán biến T1 run stop bằng 0. Output low pin C1 có chức năng tắt đèn báo hiệu run stop. LCD Common Red Line 2 cộng 4 khởi tạo địa chỉ LCD hàng 2 vị trí thứ 4. LCD Data Stop, lệnh này có chức năng hiển thị chuỗi stop thay thế cho chuỗi run trên LCD để báo hiệu là timer chuyển từ trạng thái run sang trạng thái stop. Lệnh tiếp theo là setup timer 1 T1 external BHU O với hệ số chia O với T1 run stop. Do T1 run stop mới vừa gán bằng 0, nó sẽ làm cho bit timer 1 on bằng 0, khi đó timer 1 sẽ ngừng đếm. Tiếp theo là lệnh while button run bằng 0, lệnh này chờ nhả phím button run, và khi nhả phím thì chương trình con này sẽ kết thúc trở lại chương trình chính. Như vậy chương trình con này đã được giải thích đầy đủ cho cả hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là timer 1 đang ngừng đếm, nhấn lần thứ nhất thì sẽ cho timer 1 đếm, tức là chuyển trạng thái từ stop sang run. Trường hợp thứ hai là đang run, nếu nhấn thêm một lần nữa thì chuyển sang trạng thái stop. Tiếp theo là chương trình con, phím chọn giới hạn đếm. Lệnh if đầu tiên sẽ tiến hành kiểm tra button giới hạn đếm xem có bằng 0 hay không. Nếu không bằng 0 thì điều kiện này sẽ sai, và lệnh if này sẽ kết thúc xem như là không nhấn button giới hạn đếm. Còn nếu điều kiện này đúng là ta đã nhấn button giới hạn đếm. Tiến hành delay 20 mili giây để qua hết thời gian dọi phím, rồi kiểm tra thêm một lần nữa, và nếu còn nhấn button giới hạn đếm thì các lệnh trong cặp dấu ngoặc này sẽ được thực thi. Lệnh đầu tiên trong cặp dấu ngoặc này là lệnh if, kiểm tra thứ tự giới hạn đếm xem có bằng 3 hay không. Nếu đúng là bằng 3 thì gán thứ tự giới hạn đếm bằng 0, xem như là quay lại từ đầu. Ngược lại, nếu chưa bằng 3 thì ta tăng thứ tự giới hạn đếm lên 1 đơn vị. Lệnh tiếp theo sẽ tiến hành lấy một phần tử của mảng giới hạn đếm, gán cho biến giới hạn đếm. Đây là mảng giới hạn đếm có 4 phần tử, đã được khai báo từ đầu chương trình. Khi thứ tự giới hạn đếm bằng 0 thì nó sẽ lấy giá trị là 30, gán cho giới hạn đếm. Khi ta tăng thứ tự giới hạn đếm lên 1 thì nó sẽ lấy phần tử tiếp theo là 35. Tăng lên 1 nữa là 2, thì nó sẽ lấy phần tử tiếp theo là 40. Và khi nó bằng 3, thì nó sẽ lấy phần tử cuối cùng là 45, gán cho giới hạn đếm. Lệnh tiếp theo là gọi hàm giải mã hiển thị LCD xóa vô nghĩa, và trao cho hàm này 3 tham số. Tham số thứ nhất là hàng 1, tham số thứ hai là vị trí thứ 17 của hàng 1, và tham số thứ ba chính là giá trị giới hạn đếm cần hiển thị. Tiếp theo là lệnh while chờ nhả phím, và khi nhả phím thì chương trình con này sẽ kết thúc trở lại chương trình chính. Tiếp theo là chương trình con đọc giá trị T1 rồi hiển thị so sánh. Lệnh đầu tiên là đọc giá trị của timer T1, gán cho biến T1. Lệnh if tiến hành kiểm tra giá trị của T1 xem có khác với T1 tạm hay không. Nếu điều kiện này sai thì lệnh if này kết thúc xem như là không có xung mới. Còn nếu điều kiện này đúng thì tiến hành cập nhật giá trị của T1 cho T1 tạm,
rồi gọi hàm giải mã hiển thị LCD có xóa vô nghĩa và trao cho hàm này 3 tham số. Hai tham số đầu tiên là khởi tạo địa chỉ hàng 2 tại vị trí thứ 17 và tham số thứ 3 là giá trị của counter T1 cần hiển thị trên LCD. Lệnh if tiến hành so sánh giá trị của timer T1 xem có lớn hơn hay bằng giới hạn đếm cộng 1 hay không. Và nếu điều kiện này đúng thì cho timer 1 đếm lại từ 1 theo đúng yêu cầu của đề bài. Tiếp theo là chương trình chỉnh Voicemail. Các lệnh tiếp theo là setTrig A, B, D, E dùng để cấu hình cho các bọt vào ra. Sử dụng điện trở kéo lên của bọt B. LCD Setup là khởi tạo LCD. LCD Command A Red Light 0. Lệnh này có chức năng thiết lập địa chỉ hàng 0 cho LCD. Vòng lập for sẽ hiển thị chuỗi của hàng 0 ra LCD. Tương tự cho các lệnh tiếp theo là hiển thị chuỗi của hàng 1, hàng 2, hàng 3 trên LCD. Tiếp theo là các lệnh khởi tạo cho các tham số. Hệ số chia được gắn bằng T1 dip by 1. T1 run stop được gắn bằng 0. Gọi hàm khởi tạo timer T1 hiển thị hệ số chia với hệ số chia bằng 1. Set timer 1 bắt đầu đếm từ 0 cho lần đầu tiên. Giới hạn đếm là phần tử thứ 0 của mảng giới hạn đếm. Gọi hàm giải mã hiển thị LCD xóa vô nghĩa tại hàng 1 vị trí thứ 17. Giá trị giới hạn đếm mới vừa gắn. Tiếp theo là vòng lặp while true. Tiến hành gọi hàm phím chọn giới hạn đếm. Gọi hàm phím chọn hệ số chia. Gọi hàm phím run stop timer T1. Đọc giá trị T1 hiển thị và so sánh rồi lặp lại. Như vậy toàn bộ chương trình chính đã được giải thích xong. Trong chương trình chính có sử dụng file thư viện TV16F887.c và đây là nội dung của file thư viện này. File thư viện thứ hai là TV LCD 20x4.c và đây là nội dung của file thư viện này, phần định nghĩa. Tiếp theo là hàm con. Gửi mã lệnh điều khiển ra LCD, LCD Command. Đây là hàm con gửi dữ liệu ra hiển thị trên LCD, LCD Data. Và trong thư viện này có sử dụng một cái mảng là LCD hàng có 4 phần tử 0x80 chính là địa chỉ của hàng 0, 0x0 là địa chỉ của hàng 1, 0x94 là địa chỉ của hàng 2 và 0xD4 chính là địa chỉ của hàng 3. Tiếp theo là chương trình con LCD Setup. Các hàm này đã được giải thích ở các video trước, cho nên trong video này không giải thích lại. Như vậy, toàn bộ chương trình ở bước thứ 3 đã thực hiện xong. Bây giờ ta sang bước thứ 4. Tiến hành biên dịch chương trình và nạp file head vào vi điều khiển, rồi chuyển sang bước thứ 5, quan sát kết quả. Phần kết quả được mô phỏng bằng phần mềm Proteus. Trên màn hình LCD đang hiển thị các thông tin, hệ số chia là 1. Giới hạn đếm được chọn là 30. Trạng thái của timer T1 là stop. Giá trị đếm đang bằng 0. Và bây giờ mời các bạn quan sát kết quả. Chuyển sang hệ số chia 2, chia 4, chia 8 và trở lại chia 1. Chuyển sang giới hạn đếm 35, 40. 45 và trở lại 30.
cho timer 1 đếm. Xong một chu kỳ đếm 30. Xong một chu kỳ đếm 35. Xong một chu kỳ đếm 40. Xong một chu kỳ đếm 45. Thay đổi hệ số chia 2. 2 xung vào mới có 1 xung ra để tăng giá trị đếm. Sang hệ số chia 4. Ngắt xung, mạch ngừng đếm. Chuyển sang hệ số chia 8. Chuyển sang hệ số chia 1. Ngừng đếm. Và như vậy, mạch đã hoạt động đúng theo các yêu cầu của đề bài. Phần giải bài tập kiểm tra chương 6 bài số 2 đến đây dừng lại. Các bạn xem phần nội dung trình bày có vấn đề nào chưa rõ, chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm hoặc để lại lời bình luận. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo.